Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rét đậm thứ hai kể từ khi đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh tràn xuống nước ta. Khác với đợt rét đậm như khô hanh vào những ngày cuối tháng 12 vừa qua, thì đợt rét này độ ẩm không khí khá cao, trời nhiều mây nên rét sẽ kéo dài cả ngày và đêm. Tại đỉnh Mẫu Sơn ở Lạng Sơn thì ngày hôm qua nhiệt độ còn giảm xuống mức là âm 0,6 độ, khiến cho hiện tượng băng giá xuất hiện trở lại, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất của người dân nơi đây. Đến chiều mai, không khí lạnh sẽ lại được tăng cường thêm, nên tình trạng rét đậm, rét hại sẽ không thuyên giảm mà tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, đợt này thì không khí lạnh lại lệch nhiều về phía đông, nên nhiệt độ tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, sẽ thấp hơn hẳn phần phía tây. Nhiệt độ thấp nhất về đêm ở các tỉnh Đồng Bằng và Trung Du ở mức là từ 10 cho đến 12 độ. Khu vực vùng núi thì nền nhiệt thấp hơn phổ biến từ 7 cho đến 9 độ. Riêng những nơi có địa hình núi cao thì nhiệt độ rất thấp, dưới 3 độ, thậm chí có nơi còn ở mức độ âm. Ban ngày do trời nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các nơi đều dao động trong khoảng từ 14 cho đến 16 độ. Riêng đối với các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và ở phần phía bắc của Sơn La thì nền nhiệt cao hơn. Vào trưa và chiều trời khá ấm với nhiệt độ có thể lên tới trên 20 độ. Trước tình hình thời tiết cực đoan như thế này, bà con nông dân cần có những biện pháp ủ ấm cho cây mạ để chuẩn bị cho vụ đông xuân sắp tới. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, do cũng chịu tác động của không khí lạnh nên trong 3 ngày tới trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Ở phần phía bắc của khu vực, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, thì nền nhiệt thấp trời rét đậm với nhiệt độ chỉ từ 14 cho đến 17 độ. Khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ cao hơn khoảng từ 2 cho đến 3 độ và ở ngưỡng trời rét đậm. Nằm ở phía nam đèo Hải Vân nên các tỉnh thành từ Đà Nẵng cho đến Bình Định chỉ chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh nên mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi và xe lạnh với mức nhiệt là từ 20 cho đến 24 độ. Phần cực nam của Trung Bộ, khu vực từ Phú Yên cho đến Bình Thuận thì thời tiết ổn định, trời không mưa, ban ngày có nắng và nhiệt độ cao nhất vào khoảng 28 cho đến 30 độ. Với những phân tích trên, thời tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước như sau. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong cả 3 ngày tới, trên toàn khu vực trời phổ biến là nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nên nhiệt tiếp tục giảm, trời rét, riêng phần phía Nam ở Sơn La. Các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai và Yên Bái thì trời rất đậm, Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 14 cho đến 16 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2 trời nhiều mây, có mưa nhỏ, rải rác, trong ngày 13 trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ đạt từ 14 cho đến 17 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trong cả 3 ngày tới tại đây trời cũng nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng, trời rét, riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời rất đậm, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 15 cho đến 17 độ. Sư xuống các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết chủ đạo trong những ngày tới tại khu vực này ở phía Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời se lạnh. Phía Nam thì mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho đến 26 độ. Phía Nam có nơi đạt từ 27 cho đến 28 độ. Tại khu vực Tây Nguyên duy trì tiết trời ổn định trong cả 3 ngày tới, đêm không mưa, ngày nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất của khu vực này dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Thưa quý vị, tại khu vực Nam Bộ thì thời tiết chủ đạo trong những ngày tới tại đây là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ. Tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 13, trời rét đậm vùng núi rét hại và nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ đạt từ 14 cho đến 17 độ. Trên biển thì không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong cả 3 ngày tới nên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa còn duy trì gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng cao và không an toàn cho các hoạt động đánh bắt hải sản trong những ngày đầu năm của bà con ngư dân. Trong khi đó, quần đảo Trường Sa trời sẽ có mưa rào dày rác, gió đông bắc chỉ khoảng cấp 5 và tầm nhìn xa vẫn trên 10 km. Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trong ngày.